Hình ảnh gây xúc động cho nhiều người trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ ở Trung Kính vào rạng sáng 24 tháng 5, đó là khoảnh khắc nam thanh niên dùng thang leo lên ngôi nhà đang cháy, liên tục cố gắng đập tường để cứu những người mắc kẹt bên trong. Nhờ sự dũng cảm của anh nên đã cứu thành công được 3 người. Theo chia sẻ được biết, người thanh niên tên Hoàng Tuấn, 21 tuổi, quê ở Nam Định. Nam thanh niên mặc quần đùi, không thiết bị hỗ trợ, không có dây an toàn, chỉ bấu víu lên chiếc cửa sổ và thang tạm kê lên cục nóng điều hòa trong lúc ngọn lửa đang bùng lên xung quanh. Hiểm nguy như vậy nhưng anh đã dũng cảm và dùng hết sức bình sinh đập những nhát búa vào tường cứu sống 3 người trong một gia đình, gồm 2 người lớn và 1 em nhỏ. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc. Cảm ơn anh, người hùng không mặc áo choàng, nhờ sự khăn giả đó đã cứu được một gia đình. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FAS Enzo cùng hơn 10 thành viên của nhóm này cũng đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ. Thì chúng tôi nhận được thông tin báo cháy từ lực lượng chức năng và người dân, thì tôi đã điều một chiếc xe cứu thương của mình đến và để hỗ trợ lực lượng chức năng, có thể là nếu như có nạn nhân là sẽ hỗ trợ cho nạn nhân. Và sau khi chúng tôi biết rằng là có một vài nạn nhân bị mắc kẹt thì chúng tôi đã quyết định điều thêm 2 xe nữa đến, tổng cộng chúng tôi có 3 xe tại hiện trường và 14 tình nguyện viên. Thì lúc đó cá nhân tôi cùng 14 tình nguyện viên đã cùng lực lượng chức năng là hướng dẫn và kéo vòi vào từ những giây phút đầu tiên để có thể là phụ các anh ấy dập lửa, các lực lượng cứu hỏa dập lửa, và cũng như là để chờ xem là lực lượng chức năng sẽ lực lượng cứu hỏa sẽ đưa được những nạn nhân ra ngoài khu vực phía cổng để chúng tôi sơ cứu và đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Thì lúc đó khoảng 5 phút sau thì chúng tôi mới nhận được một nạn nhân lớn độ tuổi đầu tiên đang trong tình trạng ngạt khói và khó thở. Thì ngay lập tức thì chúng tôi cùng lực lượng cấp cứu 115 đã hỗ trợ cho nạn nhân và chuyển lên xe cấp cứu 115 đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện giao thông vận tải. Và sau khoảng vài phút sau đó thì chúng tôi lại thấy được có 3 người nữa tự di chuyển ra từ trong đám cháy ra khỏi khu vực nguy hiểm và được lực lượng cứu hỏa đưa ra và dẫn dắt ra khỏi ra khu vực an toàn. Sau khoảng 2 giờ thì chúng tôi nhận được cái lệnh điều động của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì cùng tiến vào trong hiện trường để tìm kiếm những người còn sống sót còn lại và đánh giá lại các tình trạng của những nạn nhân đã bị tử nạn và tìm phương án để đưa xuống cho phù hợp. Và sau khoảng lúc 5 giờ thì chúng tôi đã cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã hỗ trợ hoàn toàn cho những người tử nạn di rời ra khỏi căn nhà bị cháy và bàn giao kết thúc công việc cứu nạn cứu hộ của mình và về trụ sở, cũng như là ai có công việc gì thì làm của người đó. Anh, quá trình cứu nạn đấy thì có những khoảnh khắc hay gì nó để lại cho anh? Thực sự đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng chức năng để giúp đỡ cho một ai đó, một vài người. Đây là lần thứ hai mà tôi chứng kiến cái thảm khốc của những hiện trường vụ cháy, trong đó là có những nạn nhân đã cố gắng thoát thân ra lối cầu thang để có thể là rời khỏi tòa nhà và có thể là chạy ra được một cái chỗ vực an toàn. Thế nhưng họ đã bất thành và phần thi thể của họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do đám cháy và do sức nóng của lửa. Tôi nhận thấy rằng là đại đa số các vụ cháy cho đến thời điểm hiện tại mà tôi biết thì đa số là mọi người bị tử nạn đều rơi vào trong cái tình trạng là không có lối thoát, và cái lối thoát duy nhất thì thường thường lại đang bị cháy và bị bịt kín, cho nên là mọi người không thể thoát ra khỏi cái khu vực được. Thông tin chính thức từ Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính đã khiến 14 người tử vong. Các lực lượng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. UBND thành phố Hà Nội cũng đã có thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, rạng sáng 24 tháng 5. Cụ thể, vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ nói trên.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm ban đầu, các lực lượng chức năng xác định 14 người tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố và Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và hội ý nhanh tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Mức 50 triệu đồng đối với người tử vong và 30 triệu đồng đối với người bị thương thực hiện ngay trong sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024. Ở diễn biến mới nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy vừa có báo cáo nhanh về các trường hợp gặp nạn trong vụ cháy. Theo báo cáo, số người tử vong trong vụ cháy là 14 người, người bị thương là 6 người, 3 phụ nữ, 2 trẻ em, 1 nam giới. Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Đáng chú ý, theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy, vụ cháy đã khiến gia đình gồm 7 người của chị NTAT là cán bộ tại phường Trung Hòa gặp nạn, gồm ba nội chồng, mẹ chồng, bố chồng, chồng, chị T và hai con, một trai một gái. Không may trong số những người gặp nạn đã có những người tử vong. Chị T và hai con của chị đang cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Chồng chị T chưa xác định được thông tin. Ngôi nhà cháy xảy ra tại số 1 cách 43/98/31 Trung Kính là nhà ở gia đình cho thuê để ở và sửa chữa xe đạp điện. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, ngôi nhà nói trên cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Tại ngách 43/98 đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m. Ngôi nhà bị cháy quy mô một nhà 2 tầng, một tum, bố trí sân phơi thoáng, một nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống, bố trí để xe. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy, được bố trí tại sân và hành lang các tầng. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người, có 17 người đăng ký thuê để ở, tổng số 12 phòng cho thuê. 10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Ủy ban Nhân dân phường sở tại tổ chức. Một số nạn nhân tử vong trong vụ cháy đã được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy và đang được người thân nhận diện tại nhà tang lễ. Có mặt tại nhà tang lễ Cầu Giấy, nhóm phóng viên của báo Sức khỏe và Đời sống đã ghi nhận, hiện nay tại đây vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào được đưa ra, thế nhưng các gia đình đã lần lượt tới đây để thực hiện mọi thủ tục. Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Người nhà nạn nhân bật khóc khi nghe được những thông tin về người thân của mình. Bên ngoài, lực lượng an ninh xung quanh nhà tang lễ cũng được thắt chặt. Ngoài ra, một số nạn nhân khác hiện đang ở bệnh viện 198. Con số thương vong tính đến thời điểm hiện tại gồm 14 người tử vong và 3 người bị thương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 52 CDTTG gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Trực tiếp có mặt kiểm tra tại hiện trường từ sáng sớm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy chính quyền quận phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả, huy động mọi nguồn lực kịp thời hỗ trợ tốt nhất cho các hộ dân. Công an thành phố bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhận được thông tin mở đầu phiên làm việc ngày 24 tháng 5 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thay mặt các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Quốc hội đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình để đảm bảo cuộc sống. Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.